Gần đây, thông tin về việc khá nhiều người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng đã phần nào thay đổi nhận thức của các gia đình về những lợi ích cụ thể mà bảo hiểm mang lại. Cũng từ đây, dịch vụ bảo hiểm nhân thọ nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ các gia đình khi hỗ trợ cho người tham gia nhiều rủi ro có thể xảy ra như bệnh hiểm nghèo, tử vong và thương tật do tai nạn, sự cố về tài chính. Với sản phẩm Vita Sống Tự Tin thì chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho quý khách hàng. Chỉ với một hợp đồng bảo hiểm trên tay thì khách hàng sẽ hoàn toàn an tâm khi mà bản thân và những người thân yêu trong gia đình sẽ được bảo vệ toàn diện với những quyền lợi ưu việt như là bảo vệ gấp 5 lần số tiền bảo hiểm, bảo vệ cho khách hàng lên đến 111 bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu cho đến giai đoạn cuối, lên đến 300% số tiền bảo hiểm, hỗ trợ về chi phí y tế lên đến 1 tỷ mỗi năm trên mỗi thành viên đến 70 tuổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với khách hàng thêm 24 tháng ngay sau khi hợp đồng mất hiệu lực. Và đây cũng chính là quyền lợi đặc biệt chỉ có trong sản phẩm Vita Sống Tự Tin của Generali. Tại Việt Nam hiện nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phát triển mạnh khi có khá nhiều thương hiệu với đa dạng các gói dịch vụ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Để việc tham gia loại hình dịch vụ này hiệu quả, các gia đình nên dành thời gian tìm hiểu trước khi quyết định. Hợp đồng bảo hiểm ký kết nên cân nhắc về mức chi phí phù hợp với điều kiện tài chính cũng như nhu cầu của gia đình. Với những đơn vị bảo hiểm uy tín, đội ngũ tư vấn viên thường sẽ dành thời gian để tư vấn kỹ càng, để các gia đình có thể hiểu rõ về gói bảo hiểm dự kiến tham gia cũng như các điều khoản ký kết trong hợp đồng. Đây cũng là điều mà mỗi người tiêu dùng cần lưu tâm khi tham gia bất cứ loại hình bảo hiểm nào.